Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin hãy ở cùng con từng ngày, xin đỡ nâng đời con từng ngày, xin đồng hành với con Chúa ơi từng ngày, xin biến đổi lòng con từng ngày, xin biến đổi tim con còn đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đã yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Phúc âm hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Những điều Đức Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay muốn nhắn nhủ gì với chúng ta? Những điều ấy có hợp thời trong xã hội hôm nay không? Kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa và những chia sẻ của Linh Mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco. Tin Mừng Chủ Nhật thứ 13 thường niên. Ai không vác thập giá thì không xứng với thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính
thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa. Đối với người Kitô hữu chúng ta, tiếp nhận Thiên Chúa và tiếp nhận tha nhân chỉ là một. Điều này có giá trị trên bình diện hành động, nhưng không được lẫn lộn trên bình diện nhân vị. Thiên Chúa là Thiên Chúa, con người là con người. Con người không phải là phương tiện để yêu mến Thiên Chúa. Con người có giá trị ở tự mình, và Thiên Chúa siêu việt được tôn thờ ở tự chính Ngài. Nhưng vì Thiên Chúa đã làm người, nên yêu Thiên Chúa là yêu trong chính Đức Giêsu Kitô, và yêu Đức Giêsu Kitô là yêu những người nghèo hèn bé mọn. Vì chính Chúa đã đồng hóa với họ, nên làm ơn cho họ là làm cho chính Ngài. Thật ra, nói chính xác thì chúng ta chẳng thêm gì, chẳng làm gì cho Chúa, bởi vì Ngài luôn viên mãn trong chính vinh quang vĩnh hằng. Nhưng phải hiểu rằng sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã đem lại cho nhân loại một khả năng siêu việt thời gian và không gian. Nghĩa là Đức Kitô vẫn đang hiện diện trong thế giới của chúng ta, với chúng ta và qua chúng ta. Vì thế, mỗi khi ta sống cho người lân cận, mỗi khi ta nhiệt tâm giúp đỡ anh chị em là nhiệt tâm và sống với chính Chúa. Vì Ngài luôn tỏ mình qua con người, những người thân yêu trong gia đình, cũng như những người khó yêu nhất. Nhất là qua những người hèn kém đáng thương. Ngài ở với nông dân đang cày bừa. Ngài ở với công nhân đang đập đá. Ngài đang đổ mồ hôi dưới nắng mưa từng ngày, và chân lấm tay bùn trong tấm áo tả tơi. Thật vậy, Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, trong bí tích, mà còn nơi những người đang cần đến chúng ta. Mỗi tha nhân là một bí tích, là nơi ta có thể thực sự gặp gỡ Đức Giêsu. Có những lần Chúa đi ngang qua đời ta như một người hành khất, một người đang sống bên cạnh mình. Nhưng vì thiếu ánh mắt tận tâm, bao dung và thương mến, nên chúng ta đã không nhận ra chính Ngài. Vì vậy, trong dụ ngôn ngày cánh chung, người ta đã phải hối tiếc khi đã quá muộn màng. Ta sẽ không bị xét xử dựa vào điều gì khác ngoài tình yêu. Tội lớn nhất không phải là tội ta đã phạm, mà là những tội thiếu sót, nghĩa là không làm điều đáng lẽ phải làm cho người anh em. Quả thật, ai không yêu anh em nhìn thấy trước mắt thì không thể yêu Thiên Chúa mà họ không thấy. Hơn nữa, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Đức Kinh Kitô giáo mời gọi, hãy chúc phúc cho người bách hại anh em. Đó là đón nhận cả những lỗi lầm của họ, những khuyết điểm của họ, những chống báng của họ. Sự đón nhận đó trở thành huynh đệ khi ta không thất vọng, không đòi hỏi người khác phải cho đi những gì họ không thể, mà vẫn kiên trì giúp đỡ, không phê phán và kết tội họ. Tiếng nói của Chúa trong ta không phải là tiếng nói duy nhất của Chúa. Vì thế, cần mở lòng mình ra để đón nhận các tư tưởng mới, các khả năng mới. Cần nghe tiếng Chúa nơi tiếng nói của người khác, thấy mặt Chúa qua khuôn mặt của anh em, biết ý Chúa trong ý muốn của người bên cạnh. Phục vụ Chúa bằng việc phục vụ tha nhân. Như thế, khi khép kín với bất cứ một cái gì hay bất cứ một ai, là chúng ta đang khép kín khả năng có thể tái sinh chính bản thân mình. Có câu chuyện như sau. Sau khi vị tu sĩ già qua đời,
các anh em trong tu viện xem lại nhật ký của ông, thấy dòng chữ đầu tiên là câu trích dẫn từ thư thứ nhất của Thánh Gioan: nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Tiếp theo, ông ghi chú như sau: tôi đi tìm linh hồn tôi, nhưng tôi không thấy. Tôi đi tìm Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vượt khỏi tầm tay của tôi. Tôi đi tìm anh em. Tôi đã gặp Chúa và đã gặp linh hồn tôi. Từ chối tha nhân cũng là từ chối Thiên Chúa. Con người không thể gặp gỡ và yêu mến Thiên Chúa một cách mơ hồ, chung chung, mà là nơi chính tha nhân. Thiên Chúa và tha nhân được hòa hợp làm một trong cõi lòng ta. Ta yêu tha nhân trong Chúa và yêu Chúa nơi tha nhân. Tình yêu thực sự với Thiên Chúa đưa ta về với anh em, và tình yêu thương anh em đòi ta chìm sâu trong Thiên Chúa, để múc lấy nơi Ngài nguồn sinh lực hầu tiếp tục hiến trao, một sự hiến trao vô hạn. Sống vui vẻ hòa hợp với mọi người trong mọi tình trạng là thước đo phẩm chất tâm hồn của ta. Nếu cơn giận cứ giày vò ta, khiến ta muốn tránh né hay loại bỏ người khác, chẳng còn muốn nói hay đến với ai nữa, chỉ muốn thu mình lại cho yên thân, thì chính những lúc đó ta từ chối, không muốn nhìn thấy Thiên Chúa, không muốn nghe tiếng Chúa. Khi không còn biết nghe ai nữa thì Chúa cũng chẳng còn có cách nào để nói với chính ta. Ta thực sự đạo đức khi mỗi ngày biết đón nhận người khác trong mọi tình trạng của họ. Nhờ vậy, tâm hồn ta lại có một sức sống phi thường, một sức sống của chính Chúa. Tóm lại, trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa và tha nhân đã hòa quyện lại làm một trong tương quan tình yêu. Nên phải yêu mến Thiên Chúa hết tình và yêu thương tha nhân như chính mình. Tình yêu đích thực biến tha nhân thành một nửa của chính tôi. Tình yêu ấy làm cho chúng ta nên giống Đức Giêsu Kitô, là lý tưởng của cuộc đời mỗi chúng ta. Amen. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn vui tươi chấp nhận vác thập giá của mình mà theo Ngài. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe phần chia sẻ của Linh Mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ của Ngài sẽ giúp mỗi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi vác thập giá theo Chúa. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật bình an. Từng ngày xin hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương, rồi nơi con cũng
tràn ngập yêu thương, chân hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sông, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chân hòa niềm vui.